Tôi xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê trên mọi miền của Tổ quốc. Các bạn thân mến, rất là vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình rất là quen thuộc, đó là chương trình giải đáp những thắc mắc của những người bạn chung niềm đam mê, đúng không ạ? Trong thời gian vừa qua thì mình nhận được nhiều câu hỏi của các bạn, đặc biệt là các bạn chủ nhiệm câu lạc bộ, về việc là làm như thế nào để xây dựng được một cái câu lạc bộ thực sự là lớn mạnh về cả lượng và chất đấy. Đấy, thì hôm nay mình sẽ dành chút thời gian để chia sẻ về chủ đề này, cũng như là rất là mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của các bạn trên mọi miền của Tổ quốc để chúng ta sẽ xây dựng được những cái câu lạc bộ hoạt động thực sự là hiệu quả và có ích, đúng không ạ? Thì nói về phong trào chung của thời gian gần đây, đặc biệt là cụ thể đối với anh em Sáo, thì từ những năm 2010 đến đây thì khoảng là 6 năm rồi, thì cũng là cùng với cái thời gian mình bắt đầu đam mê và mình bước vào luyện tập cái bộ môn này, và mình thấy rằng đây là một cái quãng thời gian mà cái sự phát triển của cái sáo trúc rất là lớn mạnh. Biểu hiện cụ thể là gần như là các trường đại học bây giờ trên ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh thì đều có các cái câu lạc bộ sáo trúc hoạt động. Đấy, rồi thì trên Facebook các bạn thấy bây giờ các bạn mà gõ câu lạc bộ sáo trúc thì nó ra rất là nhiều, đúng không ạ? Vài trăm, có khi đến hàng nghìn nhóm về cái bộ môn sáo trúc này. Đấy, ví dụ như là mỗi tỉnh lại có một câu lạc bộ, trong tỉnh lại có rất nhiều câu lạc bộ của huyện, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên nhưng thực tế đấy là cái thực trạng của các phong trào này như nào. Đấy, thì chúng ta có lập có cái tên câu lạc bộ đấy nhưng mà thực sự là hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Đấy, ví dụ như là có rất nhiều cái nhóm Facebook, chúng ta có thể là lên Facebook chúng ta xem khảo sát thấy đấy là có tên, nhưng mà khi chúng ta vào đăng bài thì không có ai trả lời. Đấy, bởi vì là quá nhiều nhóm, một người tham gia rất nhiều nhóm nên là nó rất là loãng thông tin, đúng không ạ? Có nhiều cái thông tin là đăng vào trong nhóm nhưng mà rất lâu mới được trả lời. Hoặc là chúng ta ra thực tế câu lạc bộ, chúng ta thấy là trên Facebook họ nói là lịch tập vào có hôm này, đúng không ạ? Nhưng thực tế chúng ta ra nó không đúng thời gian như vậy. Đấy, có hôm có và có hôm không, và số lượng thành viên thực tế hiện tại thì cũng có buổi đông và có buổi rất là ít, đúng không ạ? Đấy là thực tế cái phần lớn cái hoạt động của các câu lạc bộ hiện nay. Mình nói phần lớn thôi, còn thực tế là cũng có một số cái câu lạc bộ mà hoạt động khá là tốt trong thời gian gần đây. Tại sao lại có cái thực trạng như vậy trong khi phong trào chúng ta đang phát triển rất là lớn mạnh, đúng không ạ? Thì mình xin chia sẻ một chút cái tìm hiểu của mình về cái chủ đề này. Theo mình có những cái thực trạng như vậy thì là do một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là về cái người đứng đầu, hay còn gọi là chủ nhiệm câu lạc bộ, đúng không ạ? Thì cái người này còn thiếu về cái kiến thức. Cái kiến thức mình nói ở đây ấy, nó là ba cái. Thứ nhất về là cách tổ chức. Đấy. Tổ chức như thế nào để thu hút mọi người đến với câu lạc bộ của chúng ta, đúng không ạ? Tổ chức như thế nào để các thành viên đã đăng ký làm thành viên rồi thì họ sẽ gắn bó lâu dài với tổ chức của chúng ta. Đấy, thì đấy là một cái mà thách thức đối với lại cái người đứng đầu câu lạc bộ. Cái tiếp theo nữa là người đứng đầu này thường nhé, mình nói thường nữa, thiếu kiến thức về chuyên môn. Đấy. Ví dụ như mình cũng thấy ít người mà đang học nhạc viện, học chuyên nghiệp hoặc các trường chuyên nghiệp ra làm chủ nhiệm một câu lạc bộ, đúng không ạ? Mà thường là những người họ đam mê chơi tháo một thời gian, đam mê và thấy những người xung quanh mình cũng chung đam mê thì các bạn là chủ động tạo thành một cái câu lạc bộ để hoạt động, đúng không ạ? Thì các bạn thiếu kiến thức về chuyên môn nên là đôi khi là chưa thuyết phục được các cái thành viên. Ví dụ các bạn tuổi chưa hay thì đương nhiên là cái tính thuyết phục nó sẽ chưa cao, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là có một số chủ nhiệm câu lạc bộ thì còn thiếu đi sự nhiệt huyết nữa. Có thể là bước đầu thì các bạn rất là nhanh nhẹn trong cái việc là kêu gọi mọi người tham gia câu lạc bộ, nhưng thực tế rồi thì cái này thì không phải do bản thân bạn, nhưng cũng do vấn đề công việc. Bạn chuyển đi một nơi khác làm hoặc là công việc nó thay đổi về thời gian và khi mệt mỏi rồi thì bạn chưa đủ cái nhiệt huyết để giúp câu lạc bộ đứng vững và đi lên, đúng không ạ? Chính vì vậy câu lạc bộ nó dẫn tới là tình trạng có đó nhưng không hoạt động hoặc là thực sự là đã tan rã, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa của cái thực trạng câu lạc bộ đấy là cái vị trí luyện tập của các bạn nó chưa có một vị trí thực sự tốt, đúng không ạ? Ví dụ các bạn mà ra những cái khu mà
nhà văn hóa của các bạn mà khi buổi chiều họ luyện tập thể thao đúng không ạ, thì các bạn cũng bị phân tâm bởi một số cái hoạt động khác nữa đúng không ạ. Đấy, vì đó là nơi công cộng nên là chúng ta cũng rất là khó để có một cái vị trí luyện tập nó thực sự cho riêng mình. Nên là lưu ý các bạn khi mà muốn thành lập câu lạc bộ là các bạn phải tìm một cái vị trí nó luyện tập nó thực sự là tốt. Cái tiếp theo nữa đó là đa số các câu lạc bộ là không có nội quy, quy định cũng chưa rõ ràng về cái lịch hoạt động và tuyển thành viên. Về cái nội quy thì tôi cũng thấy là trên Facebook của một số cái câu lạc bộ thì có, nhưng thực tế đi vào hoạt động thì nó cũng chưa được áp dụng triệt để. Cũng như là về cái lịch hoạt động thì mình cũng đi cũng muốn là giao lưu với lại mọi người trong các câu lạc bộ, thì có tham khảo một số câu lạc bộ về lịch tập nhưng mà thực tế khi ra thì lại không có ở đấy đúng không ạ. Về tiếp theo nữa là các bạn tuyển thành viên ấy, thì về cái tuyển thành viên này thì mình nghĩ các bạn không nên tuyển ồ ạt quá. Ví dụ như hôm nay có một người các bạn đang tập ở công viên đúng không ạ, câu lạc bộ đang tập ở công viên, thì có một người đi qua nói thì thích quá của anh muốn tham gia, thì gặp chủ nhiệm câu lạc bộ và xin tham gia và chúng ta nhận lời luôn, cũng không có một cái danh sách thành viên cứng gì cả đúng không ạ. Nên là cái người chủ nhiệm câu lạc bộ có khi còn chưa nắm rõ được số lượng thành viên cứng của cái câu lạc bộ mình là bao nhiêu đúng không ạ. Rồi thì tôi nghĩ là các bạn không nên tuyển ồ ạt và nó nhanh như vậy. Đúng là chúng ta phải có cơ chế mở, nhưng chúng ta không nên mở nó dễ dãi quá như vậy đúng không ạ. Tôi nghĩ là nếu như có những trường hợp có ai mà họ thấy chúng ta tập vui, họ muốn tham gia, ok, cứ mời anh chị tới tham gia cùng với chúng em đúng không ạ. Nhưng mà chúng ta nên có một cái lịch phỏng vấn cũng như là cái lịch để tuyển ấy vào một trong một tháng một lần hoặc là một quý một lần, để trong cái thời gian là cái thời gian anh đấy muốn tham gia đấy, cho anh đấy cứ tới tham gia với mọi người, nếu cảm thấy ok thì anh sẽ tham gia được với lại câu lạc bộ, thì anh sang tham gia buổi cái tuyển đấy để chúng ta hiểu hơn, thống kê được cái điểm chung của những cái thành viên của câu lạc bộ mình và cũng biết được trình độ cụ thể họ đến đâu đúng không ạ. Và cái tiếp theo nữa đấy là rất nhiều câu lạc bộ số lượng thành viên rất là đông nhưng mà chúng ta lại không có một cái quỹ hoạt động. Đấy, thì cái quỹ ở đây thì nó là một cái dùng để chi tiêu chung, ví dụ như là các buổi tập chúng ta cần có nước để thổi sáo đúng không ạ, vì thổi sáo thì khá là khô cổ họng, khô môi, đấy, chính vì vậy chúng ta cần có nước để luyện tập. Rồi thì có thể là một số câu lạc bộ chúng ta mà muốn có cái địa điểm tập tốt thì chúng ta cần phải có quỹ, chúng ta thuê lên một cái địa điểm nào đấy và một lịch cố định ở trong tuần, trong tháng đúng không ạ. Nói chung có quỹ thì chúng ta sẽ làm được nhiều cái, ví dụ như là may áo đồng phục này, rồi thì có thể là những cái thành viên mà quá khó khăn thì các bạn có thể là mua nhạc cụ, mua sáo để tặng đúng không ạ, và nhiều cái hoạt động khác liên quan đến cái vấn đề quỹ này. Cái tiếp theo nữa đấy là các câu lạc bộ không có thành viên cứng, hoặc là cụ thể thì các cái chủ nhiệm câu lạc bộ không nắm được cái số lượng thành viên cứng của chúng ta là bao nhiêu. Ví dụ hôm nay mời được một nghệ sĩ nổi tiếng đến để giao lưu đúng không ạ, thì hoặc là có cái lịch đột xuất họ đi qua đấy mà họ muốn giao lưu, thì cái chủ nhiệm câu lạc bộ lại không nắm được cái số lượng thành viên cứng. Ví dụ như là cứng ở đây tôi muốn nói là dám chắc được bao nhiêu người sẽ đi và cụ thể là câu lạc bộ sẽ bao nhiêu đúng không ạ. Chứ còn thực tế là bây giờ các câu lạc bộ hoạt động ở trên ngoài công viên ấy, thì chúng ta cứ vơ bừa cả những người là đang đi tập thể dục đúng không ạ. Chúng ta cũng gọi là đấy câu lạc bộ em có khoảng 50 người, nghe thì rất là oai đúng không ạ, nhưng thực tế thì là số lượng thực tế nó không nhiều như vậy. Đa số là mọi người thấy vui hoặc là nghe thích thì mọi người đứng quây quần và cũng hỏi này hỏi nọ thôi đúng không ạ, chứ không phải là thành viên cứng của câu lạc bộ chúng ta. Chính vì vậy cần phải xây dựng một cái số lượng cái thành viên cứng. Và cái tiếp theo nữa là tôi nghĩ là cái lý do cuối cùng nó giúp cho dẫn tới cái tình trạng mà hoạt động trì trệ trong cái thời gian vừa qua đấy là các câu lạc bộ chưa xây dựng được một cái chương trình hoạt động thu hút. Đấy. Ví dụ như là các bạn ra thì mỗi người một xó tự luyện tập, chưa có sự trao đổi với nhau, hoặc là thực tế các bạn muốn trao đổi nhưng mà cũng không có những cái từ chuyên môn, hoặc là có những các bạn được học bài bản ấy để trao đổi với nhau. Nhưng ngoài ra thì các bạn cũng chưa có những cái trò chơi thực sự thu hút để các bạn thành viên hiểu nhau hơn, qua những cuộc giao lưu này thì tình cảm gắn bó hơn đúng không ạ. Thì tôi thấy là cái phần là xây dựng cái hoạt động nó chưa thực sự thu hút. Đa số là các bạn ra tập nhưng mà cũng chưa có người chỉ đạo chính đúng không ạ, về cái việc là chuyên môn này.
Đấy, thì vừa rồi là một số cái mà thực trạng nó dẫn tới những cái hoạt động của cái các câu lạc bộ của chúng ta chưa được thu hút đúng không ạ? Thì sau đây tôi xin chia sẻ một số cái gọi là theo tôi nghĩ là những cách nó khắc phục giúp cho các cái câu lạc bộ hoạt động nó hiệu quả hơn. Thứ nhất là cái người mà đứng lên thành lập câu lạc bộ đấy hoặc là cái nhóm người đấy, chúng ta phải bầu ra một người cái chủ nhiệm thực sự là nhiệt huyết, năng động và có kiến thức về chuyên môn. Đấy, thứ nhất là phải có kiến thức về chuyên môn, bạn phải thổi sáo phải tốt đúng không ạ? Thì nó mới thuyết phục được các thành viên trong câu lạc bộ, thành viên cứng. Cái thứ hai là cũng thu hút được những người mà họ đi qua câu lạc bộ của bạn luyện tập, họ mong muốn tham gia đúng không ạ? Cái thứ hai là phải năng động trong việc là tổ chức xây dựng các cái hoạt động, chương trình, lịch hoạt động của chúng ta đấy, làm sao cho nó hiệu quả, nó hợp lý và thu hút. Đương nhiên là phải có một cái niềm đam mê nhiệt huyết. Khi mà công việc của chúng ta mỗi người một công việc khác nhau, nhưng chúng ta phải cố gắng thu xếp được để đến động viên tinh thần, bởi vì là người chủ nhiệm câu lạc bộ là người rất là quan trọng trong việc và động viên tinh thần của mọi người luyện tập. Nếu như chúng ta không đến đúng giờ được, chúng ta không làm triệt để rõ ràng các cái nội quy, thì đương nhiên là câu lạc bộ cũng sẽ hoạt động nó không hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta phải có một cái nội quy hoạt động rất là rõ ràng. Ví dụ như lịch tập chúng ta cố định là hôm nào, ví dụ như là bên câu lạc bộ Đại học Văn hóa Hà Nội thì có lịch tập là thứ ba và thứ năm đúng không ạ? Thì cứ tối thứ ba thứ năm thì các bạn ra luyện tập thôi. Trừ khi mà có trường hợp là thay đổi thời tiết mưa nắng này kia thì chúng ta phải có một cái nhóm Facebook, thì chúng ta phải thông báo sớm để các thành viên biết, chứ không để là họ đến chúng ta lại không thông báo là hôm nay nghỉ, thì họ đến họ cũng cảm thấy rất là hổ thẹn đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nếu có quỹ rồi thì chúng ta có thể là chủ nhiệm câu lạc bộ mỗi tháng sẽ được bao nhiêu cái tiền ở quỹ đấy để nhắn tin thông báo cho mọi người những cái lịch thay đổi chẳng hạn đúng không ạ? Cái tiếp theo nữa là về cái quy chế tuyển thành viên ấy, danh sách thành viên cứng, thì các bạn chủ nhiệm cũng lưu ý là chúng ta nên có một cái danh sách thành viên cứng để chúng ta biết là có những vấn đề gì đột xuất chúng ta có thể huy động được bao nhiêu người tham gia một chương trình này chương trình kia đúng không ạ? Và những thành viên cứng đấy chúng ta phải chăm sóc họ thật tốt trong việc là phát triển về cái chuyên môn, đặc biệt ở đây là cái chuyên môn về cái sao trúc đúng không ạ? Về cái quy chế tuyển thành viên ấy, thì là các bạn cũng nên có một cái lịch như mình vừa trao đổi đấy, lịch tuyển cứng vào cái tôi nghĩ là một quý một lần là hợp lý, bởi vì là thường thường các bạn một tuần các bạn hoạt động một hay hai lần, thì một quý là khoảng thời gian thử thách cũng như là những người mới họ muốn mong muốn tham gia đấy thì họ có thời gian trải nghiệm, và nếu họ thực sự mong muốn tham gia thì họ sẽ đóng quỹ và tham gia với mọi người đúng không ạ, và trở thành thành viên cứng. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta cần tìm một cái địa điểm luyện tập thực sự là thoải mái. Cái địa điểm đây thường là các bạn chọn là công viên đúng không ạ, hoặc là những sân vui chơi giải trí, chứ tôi nghĩ là nên tránh những khu mà họ liên quan đến hoạt động thể thao đúng không ạ, bởi vì là ví dụ như đá bóng thì có thể là khi chúng ta đang tập mà họ đá bóng nó bay vào thì nó không tốt, rồi thì nên ra những cái khu mà công viên mà luyện tập nó yên tĩnh một chút thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc là nếu các bạn mà có điều kiện tài chính, các bạn có thể là thuê được một cái địa điểm nào đấy, một phòng tập nào đấy, thì tôi nghĩ đấy là điều quá tuyệt vời. Và tiếp theo là chúng ta nên có cái quỹ hoạt động, thì cái quỹ nó để gắn bó các thành viên với nhau. Chúng ta cũng dùng cái quỹ này để làm những công việc chung thôi đúng không ạ? Ví dụ như là cái hội nhóm nào, câu lạc bộ nào mà có quỹ lớn thì có thể là cử một người có năng lực tốt về chuyên môn trong câu lạc bộ hoặc là nắm bắt tốt để chúng ta đi học về để dạy lại cho các cái bạn thành viên đúng không ạ? Hoặc là chi cái tiền điện thoại hàng tháng cho chủ nhiệm câu lạc bộ, hoặc là cái việc là chúng ta may đồng phục này, rồi chúng ta làm các cái việc ví dụ như có khách đến câu lạc bộ thì chúng ta đón tiếp như nào, thì tôi nghĩ cái quỹ nó rất là quan trọng và giúp các thành viên nó gắn bó hơn. Chứ không thể là ví dụ như chúng ta có việc đột xuất gì, đương nhiên một người bỏ ra thì nó cũng rất là khó đấy, thì chúng ta nên có một quỹ, chứ không thể là một cái cuộc vui liên hoan xong chúng ta lại đứng lại với nhau để đóng 5-3 nghìn cái tiền cái buổi liên hoan đúng không ạ? Như vậy thì nó thực sự là nó cũng cũng không không được lịch sự lắm, tôi nghĩ là như thế. Cái tiếp theo là cần xây dựng được một cái chương trình luyện tập và vui chơi hợp lý đấy, thì trong một buổi tập tôi nghĩ các bạn đừng nên là quá cày sâu với cái việc luyện tập đúng không ạ? Bởi vì là đây là một câu lạc bộ sở thích và một câu lạc bộ nó mang lại cho người ta cái tính giải trí nó cao đúng không ạ? Thì tôi nghĩ các bạn cần phải ngoài cái việc luyện tập chúng ta nên chia làm hai phần, trong phần luyện tập
thì chúng ta cần xông hơi, luyện ngón, rồi thì tập vào bài chúng ta tập, đúng không ạ? Sau cái phần luyện tập đấy, chúng ta nên có cái phần vui chơi giải trí ở giữa giờ hoặc là cuối giờ để mọi người cảm thấy là ừ, kết thúc buổi tập tôi cảm thấy vui lắm và tôi mong muốn là cái buổi tập tiếp theo tôi sẽ lại đến câu lạc bộ tham gia với mọi người, đúng không ạ? Và cái phần quy định tôi nói rõ hơn, ví dụ như là cần quy định về lịch tập, thì ví dụ như là mai hôm nay là cái lịch tập của câu lạc bộ, đúng không ạ? Thì nếu có thay đổi gì thì chủ nhiệm thông báo qua đường nào, ví dụ qua Facebook hoặc là qua tin nhắn, thì cái đấy chúng ta phải thống nhất trong cái phần tuyển thành viên, đúng không ạ? Cũng như là thành viên mà nghỉ có việc gì thì phải thông báo như thế nào, chứ không chủ nhiệm nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ được 50 người, thực tế đến là có ba mấy người vắng hoặc là vắng gần hết, thì đương nhiên là tôi nghĩ là dần dần nó dẫn đến cái sự chán nản. Đấy, vừa rồi mình có chia sẻ với các bạn về cái thực trạng các câu lạc bộ hiện nay, cũng như là cái cách mà để chúng ta khắc phục cái tình trạng này. Và tôi rất là hy vọng rằng những thời gian tới thì các câu lạc bộ sẽ phát triển, câu lạc bộ sáo trúc đấy trên toàn quốc sẽ phát triển rất là lớn mạnh, có nhiều cái sân chơi bổ ích, và đặc biệt là chúng ta sẽ góp phần giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta, đúng không ạ? Những chia sẻ của mình có thể là chắc chắn là sẽ còn nhiều cái thiếu sót, đúng không ạ? Rất là mong nhận được cái đóng góp của các bạn ở dưới phần comment để chúng ta sẽ cùng giao lưu, chia sẻ và xây dựng các cái câu lạc bộ để những người anh em chung niềm đam mê của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn cả về lợi và chất. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.